kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn có những thông tin cập nhật và hữu ích để mang cả thế giới đến với ngôi nhà của quý vị. Dự án khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City Hưng Yên nằm trên địa bàn hai xã Long Hưng và Nghĩa Trụ, gần với các trục đường giao thông lớn như đường Nam Hà Nội Hải Phòng, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên thuộc huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Dự án khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City Hưng Yên được xây dựng trên quỹ đất có diện tích 457,92 ha, mật độ xây dựng 25% và tổng số vốn đầu tư ước tính trên 30.000 tỷ đồng. Khu đô thị Vinhome Dream City Hưng Yên dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 44.000 căn hộ với diện tích từ 35 đến 90 m2, cao 26 đến 35 tầng, nhà phố, shop house, biệt thự có diện tích từ 100 đến 500 m2 với quy cách xây dựng từ 3 đến 5 tầng. Tiện ích nội khu trong khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City gồm có trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế, siêu thị, hồ bơi, khu vui chơi, công viên, phòng tập gym và yoga, công viên cây xanh. Từ khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City Hưng Yên đến trường trung học cơ sở Long Hưng, trường trung học phổ thông Văn Giang, bệnh viện đa khoa Phúc Lâm khoảng 2,6 km, đến ủy ban dân thị trấn Văn Giang khoảng 4,8 km, cách trường đại học tài chính quản trị kinh doanh 4,4 km, cách cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 54 km. Chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City Hưng Yên là Vingroup. Đầu tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Dream City. Đơn vị tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch là công ty cổ phần Vinhome. Quy mô diện tích nghiên cứu, lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái Dream City khoảng 457,92 ha. Quy mô dân số đô thị khoảng 65.000 người, không làm thay đổi so với đề án đã được phê duyệt trước đây. Dự án cũng điều chỉnh giảm diện tích đất cây xanh công viên, cây xanh cách ly đô thị để bổ sung quỹ đất, xây dựng hoàn trả hệ thống kênh mương đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực và kết nối đồng bộ về hạ tầng trong và ngoài khu đô thị. Dream City có tổng mức đầu tư 37.994 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động. Dự án có được triển khai vào năm 2021 và dự kiến thời gian thi công trong 8 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương dự án. Đầu cơ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến giá nhà đất bị đẩy lên quá cao trong thời gian qua. Đây là khẳng định của Bộ Xây dựng tại buổi thông tin báo chí thường kỳ quý 3 năm 2024. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhận định, ngoài những tác động chi phí đầu vào như giá nguyên liệu vật liệu, chi phí xây dựng giá đất thì đầu cơ tâm lý mua gom chờ, giá cao, chờ ôm lãi lớn là nguyên nhân dẫn đến giá nhà nhảy múa. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng trung bình khoảng từ 5 đến 6,5% trong quý 2 năm 2024 và 25% theo năm tùy từng khu vực. Cùng với đó, giá bán biệt thự nhà liền kề trong dự án đều có xu hướng tăng so với quý trước. Lý giải cho việc giá nhà đất tăng cao, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, biến động tăng giá có nhiều lý do và nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên là biến động chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí sử dụng đất, nhân công. Điều này gây tác động trực tiếp tới giá bất động sản hiện nay. Cùng với đó là tình trạng lệch pha cung cầu. Nguồn cung hiện nay đã được cải thiện do các luật mới liên quan đến thị trường bất động sản đã có hiệu lực nhưng không đáng kể. Và một nguyên nhân quan trọng nữa, theo ông Dũng, là do giới đầu cơ môi giới tác động kích, thổi, giá, gây nhiễu loạn thị trường. Trong bối cảnh không ít lĩnh vực đầu tư kinh doanh khác chưa thuận lợi, nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh dòng tiền vào kinh doanh bất động sản. Điều này cũng góp phần khiến thị trường bất động sản nóng càng thêm nóng. Để giải quyết tình trạng giá bất động sản tăng cao, đảm bảo phù hợp với khả năng mua của người dân, cần kiểm soát được các nguyên nhân nêu trên, ông Dũng cho hay. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho rằng,
giá nhà tăng cao như thời gian vừa qua là vô lý và bất thường. Qua phân tích của Bộ Xây dựng, các biến động về giá là do hoạt động đầu cơ mua đi bán lại, lướt sóng kiếm lời trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân tác động ảnh hưởng đến giá bất động sản nên cần phải kiểm soát hoạt động này. Việc bình ổn thị trường bất động sản để thị trường phát triển bền vững, người dân mua được nhà giá hợp lý là mục tiêu của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Đạt được mục tiêu này cần có nhiều giải pháp đồng bộ về tài khoá, đất đai và tín dụng. Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách, thuế liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản để hạn chế tình trạng đầu cơ mua đi bán lại. Cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn truyền thông các cơ quan báo chí cùng vào cuộc để bình ổn lại tâm lý người dân và từ từ bình ổn lại thị trường. Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây dựng đã thông tin về việc đề xuất thêm gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội với nhiều ưu đãi hơn cho người mua. Thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng và các bộ liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Trong đó, có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội. Gói này được triển khai trên tinh thần các ngân hàng chủ động cân đối ngân sách, không hỗ trợ nên ưu tiên lãi vay ngắn 3 năm cho chủ đầu tư, 5 năm cho người mua. Gói này chưa đảm bảo đủ ưu đãi với người mua nhà là người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Vì vậy, để tăng ưu đãi, Chính phủ đang giao Bộ Xây dựng nghiên cứu gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội, trong đó có 15.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, 15.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân mua nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có thể tiếp cận được vốn rẻ để mua nhà. Cũng theo ông Dũng, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng phải được triển khai phù hợp với các luật khác, vì thế Bộ Xây dựng đang làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để sớm triển khai gói tín dụng này. Giải pháp đánh thuế bất động sản giúp hạn chế đầu cơ, thổi giá được chứng minh hiệu quả tại nhiều nước nên không làm giá nhà đất tăng, theo Bộ Xây dựng. Để giải quyết tình trạng giá nhà tăng cao, thị trường bị giới đầu cơ chi phối, Bộ Xây dựng gần đây đề xuất đánh thuế nhà. Đề xuất này sau đó được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính, nhưng một số chuyên gia cho rằng khi đánh thuế sẽ đẩy giá nhà đất tăng. Chia sẻ tại cuộc họp báo về thị trường quý 3 ngày 17 tháng 10, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất Động Sản nói, Bộ Xây dựng không nghĩ như vậy. Đánh thuế bất động sản là giải pháp phổ biến được nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng để hạn chế đầu cơ, ông nói. Thực tế, theo ông, muốn cung khan hiếm thì chỉ có một trong các nguyên nhân làm gia tăng bất động sản tại một số khu vực thời gian qua. Tác nhân chính tạo giá ảo, thổi giá là giới đầu cơ và môi giới bất động sản. Nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết đầu tư theo tâm lý đám đông của người dân để trục lợi. Ông dẫn chứng tại phiên đấu giá huyện ven Hà Nội vừa qua có hiện tượng nhiều nhà đầu tư thành lập hội nhóm tham gia, họ trả giá cao gấp nhiều lần so với thời điểm. Sau đó bỏ cọc nhằm mục đích thiết lập mặt bằng giá ảo tại khu vực để kiếm lời, gây nhiễu loạn thị trường. Với sản phẩm chung cư, báo cáo của Viện Kinh tế Xây dựng cũng chỉ ra giá bán sơ cấp và thứ cấp tiếp tục bị đẩy lên cao trong quý 3, khiến người dân có nhu cầu thực khó tiếp cận được. Tại Hà Nội, một số dự án mở bán mới trong quý đều có giá trên 80 triệu đồng một mét vuông như phân khu Nam Từ Liêm hay quận Đống Đa. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số dự án mới nằm ở Thành phố Thủ Đức ra mắt trong quý có giá bán từ 55 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Xây dựng cũng cho biết giá chung cư ở một số dự án hay nhà riêng lẻ tại Hà Nội tăng cao bất thường so với tình hình thị trường và nhu cầu người lớn. Đặc biệt, từ quý 2, một số dự án cũ hoạt động nhiều năm đã tăng mạnh từ 28 đến 33%, thậm chí một số khu tái định cư cũng tăng 20% theo năm. Trong bối cảnh đó, giải pháp đánh thuế bất động sản, theo ông Vương Duy Dũng, giúp hạn chế hoạt động đầu cơ thổi giá, tạo giá ảo. Chính sách này sẽ áp dụng với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất. Ông Dũng cho biết sắc thuế bất động sản cũng được nhiều bộ ngành ủng hộ bởi vai trò hỗ trợ của người có nhu cầu ở thực có thể tiếp cận nhà ở tốt hơn, giúp thị trường phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà nước nhìn nhận chính sách mới nào trước khi đi vào thực tiễn cũng cần phải nghiên cứu thấu đáo, toàn diện, đảm bảo hài hòa, lợi ích. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ đánh giá kỹ tác động của chính sách thuế đến đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm bên bán, bên mua, bên cho thuê và bên thuê, tránh tác động tiêu cực dẫn đến hoạt động kinh doanh và giao dịch bất động sản. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cũng nhấn mạnh việc bình ổn thị trường bất động sản đảm bảo người dân có thể tiếp cận nhà đất với giá hợp lý là mục tiêu quan trọng của chính phủ. Trong đó, Bộ Xây dựng, ngoài việc nghiên cứu chính sách thuế, Bộ cho biết cần thiết có thêm các biện pháp giúp đỡ ổn định tâm lý người mua, người bán, tránh ảnh hưởng bởi đà tăng giá nhà phi thực tế do nhóm đầu cơ làm giá.